Xin chào tất cả các bác. Vâng, hôm nay Đồ Nhật Thanh Huyền giới thiệu tới các bác một cái em máy xay sinh tố mầm, gọi là hàng lướt cũng cũng không quá các bác ạ, không gọi là không ngoa đâu. Vì tại sao? Em lại còn nguyên cái nhựa bịt rắc của cái máy xay này, cái rắc cắm điện luôn này. Hình thức thì rất là đẹp luôn. Đồ Nhật Thanh Huyền không hề phải lau vệ sinh quá là kỹ gì. Đó. Em này là với mã NM gạch ngang 8000 các bác nhé. Với dung tích là 800ml. Máy xay sinh tố màu đỏ mận. Đó. Đấy, cái nhựa nó trắng phau như thế này các bác ơi. Và chúng ta nhìn thấy này, trên cái cối xay này có cái mũi tên này. Chúng ta sẽ cho đúng khớp vào cái mũi tên ở trên cái thân máy nhá. Cái mũi tên bên phải này, cái phần này là nguyên tùng xứ, nghĩa là khi máy hoạt động thì chúng ta sẽ cho đúng vào phần bên này thì chúng ta sẽ có thể là xoay được. Còn nếu như mà các bác mà cho sang cái mũi tên mà sâu na xứ này, nghĩa là khi thi thu lại này ấy, thì là máy nó sẽ không chạy đâu các bác nhá. Bây giờ Đồ Nhật Thanh Huyền nói có sách mách có chứng, rồi sẽ cắm điện vào luôn để thao tác ở khi mà máy ghép vào cái phần mà đang thu gọn lại như thế này thì là máy có hoạt động không nhá. Rồi điện đã cắm thì chúng ta sẽ bật luôn này, máy không hề chạy luôn. Đấy, rất là hay ở đó. Và chúng ta phải cho đúng vào cái mảng cái chữ là duyên tùng xứ này, nghĩa là khi máy hoạt động. Đấy, khớp hai cái mũi tên vào nhau và chúng ta sẽ xoay. À, các bác thấy không ạ? Nhấp nháy này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru luôn. Và với cái lưỡi dao này thì rất là sắc luôn nha các bác. Công suất của em nó là 180W, sử dụng điện 100V và cái thời gian hoạt động là 15 phút thì chúng ta nên cho nó nghỉ một tí. 180W, về thương hiệu là Lee Roger này, hàng dùng lướt luôn đấy ạ. Màu đỏ đô rất là bắt mắt luôn, nhất là bác nào mà mệnh hỏa hay mệnh thổ hợp với cái màu đỏ này thì không nên trần trừ. Vâng, và giá cuối vụ của em đó là chỉ với là 750.000 đồng các bác nhé. Và dung tích 800ml, hàng lướt bới quyền từ bên Nhật về. Giá này có bảo hành 6 tháng và hỗ trợ chọn đời sau bảo hành cho các bác. Và luôn ưu tiên bác nào mà chuyển khoản hết trước 100% thì sẽ bao ship toàn quốc nhé. Bác nào ưng ý thì hãy liên hệ ngay Đồ Nhật Thanh Huyền theo số điện thoại chúng ta đang thấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.